Yeah.
chim mặn nào có đem với chứng minh không? Lên liền giờ lên tới giờ
Trước kính nữa. Nhà nghệ thuật nó làm dí déo mà sợ. Ủa đắp đắp.
Sao em lại nói vậy em? Chưa 5 giờ là chưa có quan trọng. Quan trọng là lúc 5 giờ. Chưa 5 giờ là chưa quan trọng. Quan trọng là lúc 5 giờ. Chưa 5 giờ là chưa quan trọng. Quan trọng nhất là 5 giờ. 5 giờ mới là giờ quan trọng. Một, chín, bảy, hai, bốn, tám. Để đây coi thấy không? Dễ gì thấy. Đó, vậy mới thấy rõ nè. Nhớ ngàn. Nhớ cái số ngàn. Anh Thắng, anh còn làm xe ben không? Nghỉ hả? Nghỉ chơi hả? Dạ.
Lỗ hả? Lỗ hả là tại vì cực. Phụ thuộc cho tài xế nhiều quá hả? Vậy. Chủ xe đâu phải dễ ăn đâu. Ủa